Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính chúc mọi người một ngày bầu cử vui vẻ. Hôm nay chúng ta là ngày quyết định về vấn đề vận mạng của Gavin Newsom. Cái sự kiện mà chúng ta thay đổi không phải là vì chúng ta ghét đảng phái, hay là chúng ta theo đảng này bỏ đảng đó, hay là chúng ta thích người da vàng, người da đen, da trắng, da đỏ, vân vân. Mà là sự thực một người lãnh đạo có thể nói rằng là hư hỏng và mất tư cách nhất của tiểu bang Cali trong lịch sử, đó là Gavin Newsom. Về tư cách nhé, thì tên này là một cái tên gọi là kỳ thị rõ ràng. Đối với ai thì không biết, nhưng mà đối với da vàng chắc chắn tên này nó không thích. Nó bảo rằng là Covid-19 này nó giết cả 100.000 người này, nó là bắt đầu từ những cái tiệm chị em ăn ở dơ làm nail của Việt Nam. Thế thì tôi hỏi chị em ăn ở dơ hay là không dơ, sạch sẽ không? Làm việc thì phải có luật của tiểu bang, y tế nó kiểm soát hàng ngày. Thì chắc chắn không phải vấn đề chị em ăn ở dơ mà nó ra Covid-19. Mà nó lại xỏ lá cái chỗ là nail có phải riêng người Việt Nam làm nail đâu. Người Philippines, người Đại Hàn, người Tàu, rồi da đen, rồi da trắng đủ hết. Nhưng mà đa số là người Việt Nam. Thì nó lại tuyên bố rằng Covid-19 này là do cái sự ăn ở dơ dáy của những tiệm nail Việt Nam, rõ ràng. Nó không nói thẳng là vấn đề dơ dáy. Nhưng mà nó nói rằng cái Covid này nó từ tiệm nail của Việt Nam mà ra. Quý vị thấy này, ăn nói nham nhở bẩn thỉu. Còn nói về vấn đề lãnh đạo tiểu bang thì quý vị thấy mấy năm nay tiểu bang Cali này là tội phạm gia tăng mạnh nhất. Là vì nó lấy cớ là cứ bị việc Covid này cho nên nó thả hết. Những người chưa mãn hạn nó cũng thả, những người mà tội lỗi nó cũng thả, giết người nó cũng thả, hiếp dâm nó cũng thả. Cho nên đó là cái cớ mà làm cho cái tiểu bang Cali này trở thành tội lỗi nhiều nhất sau New York, sau Chicago, cái nơi mà có truyền thống tội lỗi. Chicago còn trên nửa thế kỷ nay đều nói, cả thế kỷ nay đều nói về mafia. Đến nỗi mà các thống đốc của tiểu bang này cũng bị tù vì cái tội tham nhũng, về tội bụi đời. Rồi vấn đề hối lộ. Thì cái tên này hối lộ mạnh nhất. Có bao giờ bỏ ra 1.000 triệu đô la mua 3 cái mặt khẩu trang? Nước Mỹ này thiếu gì mà đi bỏ mua ở bên Tàu. Rồi ra lệnh đóng cửa kinh tế. Trong khi tiệm của nó thì mở, nhưng mà người ta phải đóng cửa. Nó có tiệm buôn ở trên Napa, ở thung lũng Napa. Vì nó có cái dòng họ tham nhũng của Pelosi. Nó gọi Pelosi bằng cô. Tên này mang tiếng từ thời nó làm thị trưởng San Francisco cách đây hàng chục năm. Nhưng mà nó là con cháu của Pelosi cho nên nó vận động. Bằng chứng là quý vị thấy mấy ngày hôm nay, mấy tên cán bộ tòa bạch cung cũng về vận động cho nó. Để cho nó có thể giữ được cái chức thống đốc. Bởi vì nếu tên này mà nó bị sa thải, và ngày hôm nay chúng ta bỏ phiếu sa thải nó, thì nó hết thời. Nó không còn ra tranh cử được năm 2022. Nó không còn ra tranh cử tổng thống được. Mất uy tín. Một tên đã bị sa thải coi như là amen. Đấy như là tên Andrew Cuomo ở New York. Đến giờ này không còn ai nhắc nhở đến tên tuổi. Đã phải tự nghỉ việc để mà hy vọng giữ được cái tiền hưu. Chứ nếu mà để người ta đuổi, sa thải, mất hết. Thế thì cái tên Gavin Newsom này nó giàu quá rồi. Tiền bạc nó không nghĩa lý gì. Cũng như là Andrew Cuomo của New York. Nhưng mà đảng Dân Chủ bây giờ quý vị thấy nó còn ai đâu. Những người nổi tiếng là Pelosi thì người đàn bà năm nay đã 80 ngoài. Thượng viện có Chuck Schumer thì năm nay cũng là gần 80 vất đi rồi. Còn ba cái con gọi là cà trớn, co tệt, Alexandria co tệt của Mỹ Tây Cơ, hay là cái con mà da đen Omar,
khủng bố của Palestine. Tel Aviv, anh nói là bà mà chửi thề vất. Còn những cái tên là Bernie Sanders thì nó quá xa, không nổi tiếng, không thể nào ai thích. Còn mụ Kamala Harris ra tranh cử, người ta không chịu. Đảng Dân Chủ nó không muốn một tên da đen gốc Ấn Độ mà ra làm Tổng thống Mỹ. Chưa đến lượt. Chẳng thà người ta để một da đen không như là Obama, là vì nó là con cháu của nô lệ. Còn đây cái tên Ấn Độ chưa phải là nô lệ của nước Mỹ. Thế thì quý vị biết là cái đảng con lừa bây giờ còn ai mà ra tranh cử. Cho nên nó đang cố gắng để nó ôm ấp làm sao cho thằng bé Gavin Newsom này không bị đuổi ra khỏi thống đốc vào ngày hôm nay. Quý vị chịu khó đi bầu ngày hôm nay thật đông để chúng ta có thể thay đổi cái người lãnh đạo của Cali. Rồi chúng ta đi vào câu chuyện ngày hôm nay thì có lắm đồng bào điện thoại hỏi Dương Thả rằng, giáo sư à, tại sao Nhật Bản mà nó có vẻ bảo vệ Đài Loan mạnh mẽ như vậy? Hết thủ tướng cũ đến thủ tướng mới đều nói rằng là tàu cộng, mà dính đến Đài Loan là Nhật Bản đưa quân ra đánh liền. Thế thì tôi thưa với quý vị ba lý do. Lý do thứ nhất là không những về Nhật Bản mà các quốc gia buôn bán đều phải cần Đài Loan. Cái eo biển Đài Loan nó gọi là biển Hồng Hải đó, Hoa Đông đó. Nếu mà lọt vào tay của tàu cộng, nó chiếm Đài Loan thì những tàu bè đi qua đều gặp khó khăn. Đấy, cách đây 3 tuần Cộng sản tàu nó nói rằng là những người đi qua lại đó cần phải xin phép. Nó đã hù rồi, trong khi nó bây giờ chả là cái gì hết. Nhưng nếu bây giờ để nó chiếm được Đài Loan, Đài Loan thuộc về tàu cộng, thì nó toàn quyền kiểm soát cái eo biển đó. Mà Đài Loan và Nhật Bản phải đi qua nó rất nhiều, vì mỗi năm hàng hóa của Nhật hàng ngàn tỷ đô la đi qua. Chưa kể Anh, Pháp, Mỹ, Đức, cả thế giới phải đi qua. Lý do thứ hai, Nhật Bản cần Đài Loan. Lý do là vì tàu cộng với Nhật Bản là một cái điều không thể nào tránh khỏi. Quý vị cứ thấy vài tháng là bên tàu cộng lại đi chống Nhật, rồi lại chống những công ty của Nhật, là vì nó hận cái thời đệ nhị thế chiến. Nhật chiếm Đông Dương, Nhật chiếm tàu cộng. Lúc bây giờ hàng trăm ngàn đàn bà của tàu cộng là phải hộ lý, tức là làm trò chơi cho mấy người lính Nhật. Cho nên giờ này nó còn căm thù giống như ở bên Nam Hàn, Bắc Hàn. Cái lý do thứ ba, cái này là quan trọng nhất. Nhật Bản bây giờ nó bỏ hàng ngàn tỷ đô la đầu tư ở bên Đài Loan, không phải hôm nay, không phải hôm qua, mà là từ năm 1949, khi thống chế Tưởng Giới Thạch đem tàn quân từ trong đại lục ra đảo Formosa, thành lập chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan. Thì Nhật đã có mặt qua cái công ty Mitsubishi, chủ tất cả các cái nhà máy điện lớn nhất của Đài Loan, giống như là Việt Nam gọi là Tây nhà đèn. Các nhà máy đèn điện đều là của Tây. Thì ở bên Nhật, ở bên Đài Loan đều là của Nhật, của công ty Mitsubishi. Nhưng mà Nhật hay hơn Tây ở cái chỗ, nó không nói rằng Đài Loan là thuộc địa của nó. Mặc dù về mọi phương diện, Nhật Bản giúp cho Đài Loan, vẫn với tư cách hai quốc gia lân bang. Bởi vậy cho nên Nhật nó thành công và lâu dài, mà nó lại có lòng tốt đối với dân Đài Loan. Bắt đầu nó có từ năm 1949, lập ra cái công ty điện đầu tiên của Nhật, lúc bây giờ chạy bằng hơi nước, chạy bằng than đá. Những nhà máy điện lớn nhất của Đài Loan đều là của công ty Mitsubishi. Rồi 10 năm trở lại đây thì Nhật lại thay đổi đường lối, phát triển hệ thống máy điện ở bên Nhật
dùng bằng renewable energy là những cái loại năng lực tái chế như là sức điện về gió, sức điện về mặt trời, ánh nắng mặt trời. Rồi từ những thập niên 50-60 thì Nhật lại lập ra những cái nhà máy chạy bằng water turbine, tức là thủy điện. Và Nhật đã cung cấp cho một nền văn minh về hơi đốt, khí đốt cho Đài Loan. Và đến giúp cho Đài Loan mở một công ty về vấn đề điện nước tự trị từ năm 1955 đến năm 1958. Vì thế cho nên, theo lời tuyên bố của ông Noriyuki Hirata, giám đốc của Mitsubishi, thì nói rằng là Đài Loan là quê hương thứ hai của công ty ở Á Châu ngoài nước Nhật. Và đôi bên hoạt động và hợp tác rất mạnh mẽ từ năm 1973. Khi đó xảy ra cái vụ gọi là oil crisis, tức là ở trên thế giới khủng hoảng về dầu lửa. Quý vị nhớ vào những năm đó ai mở Hoa Kỳ đều phải xếp hàng đi mua xăng vì các quốc gia OPEC bắt nạt. Nhưng mà Nhật thì lại tốt. Từ năm 73 họ đã giúp cho Đài Loan giảm bớt vấn đề các công ty làm bằng điện, làm bằng nhà máy chạy bằng dầu lửa, mà đổi thành 50% bằng ga, 30% bằng đá, than đá, 20% bằng ánh nắng mặt trời. Vì thế cho nên nền kinh tế của Đài Loan vẫn vững vàng và sản xuất tuyệt vời. Đấy là một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy kinh tế của Nhật đã là phát triển mạnh, mà chính trị của Nhật khôn man, khôn ngoan hơn của Pháp là vì họ bắt chước đường lối của nước Anh. Chả thế mà vào cái thời kỳ Việt Nam, Gia Long Minh Mạng thiệu trị từ Đức còn đang luẩn quẩn với mấy nhà mãn thanh ở bên Tàu, thì nước Nhật Minh Trị Thiên Hoàng đã cho những sinh viên Nhật qua bên Pháp du học, qua bên Anh, qua bên Mỹ để học những cái văn minh của Âu Tây. Chẳng thế mà đệ nhị thế chiến, Nhật đã có những cái hàng không mẫu hạm tối tân để mà có thể đánh Hoa Kỳ ở Trân Châu Cảng vào năm 1941. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng phần 1, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.